Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, và sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chỉnh gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, đúng từ nay tới rằm tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, mở cửa tài lộc ùa vào, tiền vàng không mời mà đến, đổi đời trong sự bất ngờ. Hoan hỷ chào mừng quý vị và các bạn đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị và các bạn sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Kỷ Dậu sinh năm 1969, quý mệnh chủ là người có tính tình hài hước và rất vui vẻ. Quý mệnh chủ luôn mang tới niềm vui và tiếng cười cho mọi người xung quanh. Cuộc sống cho dù vất vả, có nhiều bộn bề, bản thân vẫn lạc quan và hướng tới tương lai tươi sáng. Chính nghị lực sống phi thường đã giúp quý mệnh chủ vượt qua nhiều khó khăn và thử thách, và cuối cùng đã tới thời điểm thu hoạch trái ngọt. Theo bậc thầy tử vi tiết lộ, trong năm 2024, cụ thể, từ nay tới rằm tháng 8 âm lịch thì tuổi Kỷ Dậu được các tinh chiếu mệnh, có thần may mắn ở trên dẫn đường chỉ lối, cho nên sẽ ăn nên làm ra, làm một hưởng mười mà sẽ may mắn hết phần thiên hạ. Nếu như quý mệnh chủ nhận biết sớm và nắm bắt được những điều này thì chắc chắn đổi đời ngoạn mục. Thế nhưng cũng thật đáng ti cho những ai không biết tới cơ hội mà thờ ư để hụt mất, nhìn lại chỉ thấy sự tiếc nuối không thôi. Vậy thì làm thế nào để tận dụng tối đa thời điểm này thì xin mời quý vị cùng tìm hiểu chi tiết thông qua bài luận giải ngay sau đây nhé. Trời sinh Kỷ Dậu có tính cách mạnh mẽ, độc lập và có khả năng làm chủ được cuộc sống của mình. Tuổi này ít khi thể hiện mặt yếu đuối của mình ra bên ngoài. Chẳng may gặp phải khó khăn, thử thách, họ hoàn toàn có thể một mình đối diện và giải quyết êm đẹp. Tử vi học có nói, từ nay tới rằm tháng 8 âm lịch này thì vận may của tuổi Kỷ Dậu sẽ thay đổi. Trời sinh quý mệnh chủ mang số mệnh phú quý ngày một thăng hoa. Với vốn kinh nghiệm sống và được tích lũy trong thời gian qua, đây hoàn toàn có khả năng giúp tuổi Kỷ Dậu xây dựng được cơ ngơi vững chắc mà khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Không những thế, bước vào một giai đoạn nhất định thì tuổi Kỷ Dậu còn được các vị thần may mắn chiếu cố. Làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ, bất kể làm việc gì thì tuổi Kỷ Dậu chỉ cần bỏ ra một thì có thể thu về được 10. Càng vui vẻ lạc quan thì lại càng thu hút được nhiều tài vận. Nhìn chung Kỷ Dậu tha hồ tận hưởng cuộc sống tốt đẹp, viên mãn bên gia đình và con cháu. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về tử vi từ nay tới rằm tháng 8 âm lịch thì Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý vị và các bạn điểm nhanh qua về tính cách tuổi Kỷ Dậu có điểm gì nổi bật ngay sau đây nhé. Tuổi Kỷ Dậu luôn thích tìm tòi, khám phá và suy xét chính xác về mọi việc. Họ khá giỏi trong việc nắm bắt suy nghĩ cũng như số thế sẽ thịnh hành trong tương lai. Nếu trong lá số tử vi được sao Tốt tương trợ thì với tư duy nhanh nhạy và khả năng xuất chúng của mình, quý mệnh chủ sẽ có được địa vị cao trong xã hội, hoặc là trở thành những doanh nhân thành đạt, được nhiều người kính trọng và ngưỡng mộ. Họ vốn là người tự lập, thông minh, nhanh nhẹn và bản lĩnh, tự tin. Quý mệnh chủ sẽ có thêm nhiều quan hệ tốt, có cơ hội gặp gỡ các đối tác làm ăn lớn, từ đó công việc của họ ngày càng thăng tiến, kéo theo dòng tài sản bất tận khiến họ giàu có. Tuổi Kỷ Dậu mang số mệnh phú quý ngày một thăng hoa. Với vốn kinh nghiệm sống được tích lũy trong thời gian qua thì hoàn toàn có khả năng xây dựng được cơ ngơi vững chắc mà khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Và tiếp theo,
thì xin mời quý vị và các bạn đến với phần luận giải chi tiết về các phương diện của con giáp Kỷ Dậu từ nay tới rằm tháng 8 âm lịch, cụ thể chi tiết như sau. Về phương diện công danh, sự nghiệp, xem tử vi năm 2024 của 12 con giáp tuổi Kỷ Dậu từ nay tới rằm tháng 8 âm lịch đón không ít tin vui trong sự nghiệp, bỏ lại có những biến động trong tháng trước. Ở thời điểm này, quý mệnh chủ sẽ có cơ hội được khẳng định tài năng, biểu hiện xuất sắc trong công việc nhờ nỗ lực bền bỉ. Do đó, quý mệnh chủ làm gì cũng có được kết quả rõ ràng. Con đường thăng tiến vô cùng rộng mở. Có thể nói, bây giờ chính là thời điểm để quý mệnh chủ thu về những gì bản thân luôn mong đợi. Bạn còn được tâm hợp cục nâng đỡ, cho nên các kế hoạch diễn ra trôi chảy, sự tự tin giúp bạn thêm chủ động và song sáo hơn trong mọi việc. Quý mệnh chủ luôn sẵn sàng đương đầu với cả những thách thức, mà quý mệnh chủ sẽ không quản ngại khó khăn, miễn là hoàn thành được mục tiêu và đảm bảo chất lượng công việc. Một vài khúc mắc hay sai sót trong thời gian trước đó cũng dần được tháo gỡ, phần lớn là nhờ công sức của chính bạn, nhưng cũng không thể phủ nhận được sự giúp sức của quý nhân. Tuy nhiên, quý mệnh chủ vẫn sẽ cần thận trọng, kẻo bị tiểu nhân dòm ngó, ghen tị nhé. Với những gì bạn đạt được, Bạch Hổ hung tinh tác động cảnh báo công việc của bạn đang trên đà tiến triển thuận lợi. Vì vậy mà quý mệnh chủ có thể bị nhiều kẻ xấu ganh ghét, đối phương tung ra những chiêu trò thị phi, hòng phá bỉnh những kế hoạch của bạn để bảo vệ bản thân. Tốt nhất thì quý mệnh chủ làm gì cũng phải khiêm tốn, thận trọng, tránh tỏ ra thái độ ngạo mạn mà gặp rắc rối. Thuận lợi luôn đi kèm với khó khăn và thử thách, đây là hai mặt của một vấn đề mà bạn tất nhiên phải đối diện. Về phương diện tài lộc, tài lộc của tuổi Kỷ Dậu có sự tăng tiến từ nay tới rằm tháng 8 âm lịch 2024 này, mà không chỉ khoản thu chính. Quý mệnh chủ còn có thêm thu nhập từ những khoản thu phụ, với sự xuất hiện bán hợp thái tuế, báo hiệu quý mệnh chủ nhận được nhiều sự hưu thuẫn trong công việc. Nhờ vậy, quý mệnh chủ có thể phát huy một cách cao độ, giành lấy những gì xứng đáng. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng thu về nhiều lợi nhuận nhờ đầu óc tính toán tài tình của mình. Cơ hội hợp tác làm ăn trong tháng khá nhiều, ra ngoài có quý nhân trợ giúp, cho nên quý mệnh chủ sẽ giảm bớt rất nhiều khó khăn so với việc một mình mò mẫm. Có điều, công việc dù có thuận lợi đến mấy thì bạn cũng chớ coi thường những rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tốt nhất là bạn hãy luôn kiểm tra mọi việc đã làm thật kỹ càng, tránh sai sót không đáng có, phải dùng tiền để sửa chữa sai lầm. Nhưng lưu ý, cầu tài cũng cần phải có lộ trình nhất định. Kỷ Dậu chớ nóng buổi mà đi theo con đường không chính đáng, dù dùng cách gì để làm giàu đi nữa. Nếu bạn đi theo hướng chính đáng, ắt sẽ thu về lợi nhuận cao thêm nữa. Bạn cũng cần đối lại kế hoạch tài chính của mình, tránh được những khoản chi tiêu không cần thiết. Nhờ vậy, các khoản tích góp cũng tăng lên mỗi ngày, đảm bảo cho quý mệnh chủ có một tương lai đủ đầy, không phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc. Về phương diện tình duyên, gia đạo, bạn biết cách dung dáng mối quan hệ, cho nên mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Về tình duyên khác giới tốt, đôi khi cũng đem tới cho bạn một vài khúc mắc. Có điều, chỉ cần bạn luôn biết giữ mình, chủ động giữ khoảng cách với người khác giới, thì không có gì đáng lo ngại. Thậm chí bạn còn có thể biến xe mối quan hệ đó thành trợ lực cho mình trên con đường sự nghiệp kinh doanh. Về phương diện sức khỏe, tuy là những mặt khác trong cuộc sống khá tốt, nhưng xem ra vì làm việc dưới áp lực cao thường xuyên, cho nên con giáp tuổi Kỷ Dậu không đảm bảo được tình hình sức khỏe của mình. Ngoài ra, khi đi lại, quý mệnh chủ nhớ cẩn thận đi qua đường, thì phải ngó trước nhìn sau, tránh quả huyết quang hay tai nạn sông nước bất ngờ do Bạch Hổ hung tinh gây ra. Thời tiết thay đổi thất thường, vì thế bạn nhớ xem dự báo thời tiết trước khi ra đường, để quý mệnh chủ có thể chọn trang phục phù hợp cho mình, tránh vì lạnh hay nóng quá mà bị ốm lại phải nghỉ làm. Dù bận thế nào thì bạn cũng phải dành chút thời gian tập luyện mỗi ngày, tuy không nhiều nhưng 15 đến 20 phút vận động cơ thể cũng có tác động rất tốt cho bạn đấy. Để tăng cường sức đề kháng thì bạn nên ăn nhiều đồ ăn có vitamin C như cam, chanh, bưởi. Xem đến đây thì chắc hẳn quý vị và các bạn đã nắm được cơ bản về vận trình của mình từ nay tới rằm tháng 8 âm rồi. Vậy thì giai đoạn tới đây, quý mệnh chủ cần làm gì để nắm bắt vận may đổi đời như ý? Tất cả sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi gán màn qua những phần tiếp theo trong video ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình sẽ là lời cảnh báo của các nhà tử vi. Vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sức khỏe suy nhược, thể lực của quý mệnh chủ vì thế có dấu hiệu suy giảm,
dễ mắc các bệnh tật, nhất là những bệnh do thay đổi thời tiết như cảm sốt, ho. Ngoài ra quý mệnh chủ cũng cần chú ý tới hòa huyết quan, đồng chạm dao kéo, mổ xẻ, cần hết sức thận trọng khi đi lại, nhất là xuất hành xa nữa. Bạn lúc này cần chú ý các bệnh phụ khoa, tuổi Kỷ Dậu cũng cần quan tâm tới sức khỏe của người thân, đặc biệt là người lớn tuổi. Nếu người lớn tuổi trong nhà có dấu hiệu khó chịu, bất thường, thì quý mệnh chủ cần phải đưa đi khám sớm để kịp thời chữa trị, đề phòng bất chắc. Vấn đề về đường tiêu hóa của quý mệnh chủ cũng không thể chủ quan, cho nên hạn chế ăn hàng quán. Thay vào đó là xây dựng một thói quen ăn uống lành mạnh và khoa học để giảm áp lực cho dạ dày và hệ tiêu hóa. Tiểu nhân xuất hiện đối với quý mệnh chủ, xuất hiện họa thị phi là điều khó tránh khỏi trong thời điểm từ nay tới rằm tháng 8 âm lịch 2024 tới đây. Tiểu nhân khiến mức độ cạnh tranh trong công việc tăng cao. Những kẻ ghen ghét có thể sẽ cố tình gây ra những sự cố mà khiến tuổi này mất nhiều thời gian để giải quyết triệt để mọi việc, lỡ giờ tốn công, tốn sức khắc phục. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải chi tiết theo từng tháng sinh may mắn. Vận mệnh của Kỷ Dậu sinh tháng Giêng. Tháng Giêng rơi vào tiết Tân Xuân, tuổi Kỷ Dậu sinh vào tháng này vẫn chịu ảnh hưởng từ năm Thân trước đó, thì tâm tính mềm mỏng, trọng tình cảm, nhìn chung thì cuộc đời không phải trải qua tai hạn hay tai nạn gì lớn có thể bình an cho đến cuối đời. Những năm đầu đời cuộc sống không được như ý, cần phải nỗ lực hơn nữa để cải thiện số mệnh. Sức khỏe tốt là người thật thà, chân thành, có thể dựa vào chính sức mình mà làm nên cơ nghiệp, tuy nhiên mất nhiều thời gian hơn người có chỗ dựa vững vàng. Vận mệnh của Kỷ Dậu sinh tháng 2 âm lịch. Tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 2 âm là tiết Kinh Trập, người này ga dạ dũng cảm và dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, có đôi khi họ bị nhận xét là tự cao tự đại, không xem ai ra gì. Nếu xét về tiếng xấu, thì tuổi Kỷ Dậu sinh tháng này hay bắt nạt, ức hiếp người khác làm vui, thích nịnh bợ. Mọi chuyện đều muốn tốt cho mình, song nhìn từ phương diện khác, đây là con người hướng ngoại. Một khi đã đặt ra mục tiêu làm gì, thì quý mệnh chủ sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều mình muốn, sống lạc quan, vui vẻ và có nhân duyên tốt, được nhiều người yêu quý và giúp đỡ. Tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 2 âm thì có sự nhạy bén mà không phải ai cũng có được, có trực giác và khả năng phán đoán rất chuẩn. Đây là vũ khí tốt để đi tới thành công và bạn được quý nhân phù trợ, con đường phía trước hành thông và thuận lợi hơn gấp nhiều lần. Vận mệnh của Kỷ Dậu sinh tháng 3 âm lịch. Kỷ Dậu sinh tháng 3 âm lịch là trùng với tiết Thanh Minh. Đây là người thông minh, có bề ngoài hấp dẫn, đa tài, đa nghi, cuộc sống hạnh phúc, tự do tự tại. Tuổi này tài giỏi, có khả năng kiếm tiền tốt, song lại khá nóng tính, dễ làm mất lòng người khác, tổ nghiệp phúc mỏng. Cho nên mọi chuyện quý mệnh chủ phải dựa vào chính sức mình, là người thích dùng đầu óc để làm việc, được bạn bè anh em giúp đỡ, sự nghiệp cũng nhờ thế mà dễ thành công. Hơn nữa tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 3 âm, họ thường phân biệt rạch ròi giữa lý tưởng và hiện thực, không sống quá mơ mộng diễn dông. Quý mệnh chủ là người có tài về văn hóa nghệ thuật, cũng rất nhiệt tình với bạn bè, thích hợp làm nghề kiến trúc sư hoặc những công việc trong ngành dịch vụ. Vận mệnh của Kỷ Dậu sinh tháng 4 âm lịch. Người này không có nhiều tham vọng, cũng không có chí hướng gì to lớn, chỉ muốn cuộc sống ổn định, an nhàn. Di sản tổ tiên để lại không nhiều, nhưng được cha mẹ yêu thương, anh em hết lòng giúp đỡ, cho nên cuộc sống của tuổi này khá thoải mái. Tính tình tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 4 âm khá hòa nhã, sống chân thành, không phải trải qua sóng gió gì lớn. Họ thích nói đạo lý hay tìm tòi học hỏi, có sự tự tin cao. Vận mệnh của Kỷ Dậu sinh tháng 5 âm lịch. Đây là người tính tình thẳng thắn, chăm chỉ làm việc. Họ ham học hỏi và hiểu biết rất nhiều, không vì lợi lộc mà làm chuyện xấu. Từ nhỏ gia đình đã có điều kiện, cho nên cuộc sống khá tốt. Trung niên sự nghiệp thành đạt, tài lộc dồi dào. Tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 5, đầu óc linh hoạt, thân thiện, hòa đồng, chân thành với mọi người. Song nhìn từ khía cạnh khác thì thấy đây là người giỏi ăn nói, biết dùng lời nói để nịnh bợ, ưa chuộng các mối quan hệ để có lợi cho mình, thường hay tươi cười, nhưng tâm tư sâu xa, khó lường. Người này không thích hợp làm lãnh đạo mà có duyên làm thư ký hay những công việc có tính chất tham mưu, góp ý cho sếp. Vận mệnh của Kỷ Dậu sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm rơi vào tiết Tiểu Thử, xem vận mệnh tuổi Kỷ Dậu sinh tháng này có thể thấy đây là người thông minh,
cơ chế có tài ứng biến, song ăn nói thường thiếu suy nghĩ so với người khác. Bước khởi đầu trong đời của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 6 âm thì khá thuận lợi. Tuổi trẻ được cấp trên và trưởng bối nâng đỡ, cho nên bạn được đảm nhận nhiều trọng trách lớn. Dám nghĩ, dám làm, có lý tưởng, có chí hướng. Song quý mệnh chủ có thể sẽ đánh mất cơ hội phát triển của mình nếu trở nên tự cao, tự đại, không biết sống khi nhường. Vận mệnh của Kỷ Dậu sinh tháng 7 âm lịch thì tháng 7 âm trùng với tiết lập thu, có dịch mã động tinh chiếu mệnh, vì thế tiền bạc không thiếu, nhưng phải bôn ba khắp chốn. Quý mệnh chủ là người có tài, có trí, không khắc phục trước khó khăn, đi tới đâu cũng được trọng dụng. Nữ mệnh khó giữ bí mật, còn nam mệnh là người hiền lành, vui vẻ, đa sầu đa cảm, đường tình đào hoa vô số, song vì thiếu nhẫn nại mà khó tìm được ý trung nhân, cho nên dễ kết hôn muộn. Vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 8 âm lịch thì tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 8 âm là trùng với tiết bạch lộ. Quý mệnh chủ là người thông minh và giỏi giang, cho nên được nhiều người ngưỡng vọng. Quý mệnh chủ được cha mẹ giúp đỡ nhiều, ra ngoài thì có quý nhân tương trợ, cho nên bước đường tương lai cũng thuận lợi hơn nhiều. Sự nghiệp phát triển nhanh chóng, tài lộc ùn ùn đổ về nhà. Cả đời không bao giờ phải lo túng thiếu. Nếu theo con đường chính trị thì tiền đồ vô lượng, có địa vị cao và vững vàng. Tuy nhiên, tính cách tuổi này có phần bốc đồng, dễ bị kích động, thiếu suy nghĩ mà làm chuyện đắc tội với người khác. Điều này có thể ảnh hưởng ít nhiều tới sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 8 âm lịch. Vận mệnh của Kỷ Dậu sinh tháng 9 âm lịch, tuổi Kỷ Dậu sinh tháng này tính tình cư nghị, quyết đoán, tài hoa trí tuệ hơn người, có lý tưởng, có chí hướng rõ ràng, được quý nhân giúp đỡ. Nếu theo nghiệp quanh trường thì có thể gây dựng được sự nghiệp to lớn. Tuy nhiên, bạn cũng chính vì tính cách quá cứng rắn, cho nên sẽ phạm vài sai lầm lớn trong công việc. Cả đời họ sống thanh bạch, không coi trọng tiền tài, tuy địa vị cao nhưng chẳng hề khoe mẽ, cũng chẳng có nhiều tiền bạc trong tay, thích hợp làm công việc nghiên cứu, đầu tư. Vận mệnh của Kỷ Dậu sinh tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm là tiết lập đông, người tối Kỷ Dậu có tháng sinh âm lịch này là người thẳng thắn, có tài, yêu công việc, họ không được cha mẹ, anh em giúp đỡ nhiều, tổ nghiệp phúc mỏng, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, có khả năng kiếm tiền tốt, nhưng lại không biết cách giữ tiền, giỏi ăn nói, giao tiếp xã hội tốt, biết phân biệt bạn tốt, bạn xấu, là do mỗi người hành động. Vận mệnh cuộc đời không đến nỗi nào, từ khi con trẻ đã thành danh. Theo tử vi trọn đời, thì nữ mệnh đào hoa cực dượng, cho nên đi tới đâu cũng có người yêu, kẻ mến. Song người này dễ bị hiểu lầm là hay lo chuyện bao đồng, mà đắc tội với người trong cuộc sống hàng ngày. Quý mệnh chủ giản dị, không quá coi trọng vật chất. Tuy nhiên, khí chất hơn người có thể thấy là người cao sang, quyền quý. Đối tượng kết hôn của họ cũng thường là xuất thân từ gia đình danh giá. Vận mệnh của Kỷ Dậu sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm là trùng với tiết đại tuyết. Tuổi Kỷ Dậu sinh tháng này tính tình nóng nảy, mồm nhanh hơn não, dễ đắc tội với người khác. Quý mệnh chủ có tài thực sự không sợ hãi trước cường quyền, họ làm gì cũng có trước có sau, là người bao dung, độ lượng. Tuy nhiên, tài lộc của tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 11 âm không nhiều, anh em người thân không giúp đỡ được mấy, mà quý mệnh chủ phải tự dựa vào chính bản thân mình. Càng đi xa thì càng dễ lập nghiệp, tới 27 và 28 tuổi sẽ gặp nhiều may mắn, khi tuổi 49 dễ gặp chuyện nguy hiểm. Người này có nhiều tham vọng, có óc quan sát tốt, đây vừa là ưu điểm, cũng vừa là khuyết điểm. Trong chuyện tình cảm thì họ dễ sinh lòng nghi kỵ, ghen tuông, gây tổn thương cho cả đôi bên, thiếu quyết đoán khi đứng trước tình yêu, chính vì thế dễ lỡ mất lương duyên. Vận mệnh của Kỷ Dậu sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm là tiết tiểu hàn, tuổi Kỷ Dậu sinh tháng chạp mệnh vinh hoa phú quý, hưởng hết mọi hạnh phúc trên đời, cha mẹ nâng đỡ, quý nhân phù trợ, trong gia đình ai ai cũng xuất sắc. Chính vì thế quý mệnh chủ không cần phải quá vất vả, cũng có được những gì mình muốn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà quý mệnh chủ ý. Lại tuổi Kỷ Dậu sinh tháng 12 âm vẫn đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp của mình. Chưa tới 50 tuổi thì đã gian danh bốn bể, tài lộc đầy nhà. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trưởng thành thực sự thì nó không nằm ở tuổi tác, mà là ở nội tâm, khoa học tâm linh, tóc bạc, da nhăn, lưng còng, răng rụng. Đây là biểu hiện của thân thể đã đến hồi lão quá, nhưng lại không đại biểu cho sự trưởng thành. Trưởng thành thực sự là sự thành thục của trí tuệ, trải qua thấy sự vẫn sừng sững bất động. Một là trưởng thành là gì,
là tóc bạc da mồi, là vết nhăn trên khóe mắt. Không, tất cả đều không phải. Dung mạo biến hóa chỉ là dấu vết của năm tháng. Trưởng thành thực sự sẽ không bao giờ để cho người trông thấy. Có lẽ trưởng thành giống như mận đạo chính mộng, mềm mại, hương vị ngọt ngào. Chúng ta thường cho rằng tuổi tác càng lớn thì tâm hồn cũng sẽ chín chắn thành thục. Kỳ thực không phải vậy. Trưởng thành giống như một quá trình lặp lại chuyện đời theo năm tháng. Là sự thản nhiên sau khi mong cầu mà không được, là mỉm cười sau khi trải qua thống khổ rơi lệ, là nội tâm khao khát dương lên sau những thất bại ê chề. Trưởng thành chân chính từ xưa đến nay chưa từng có quan hệ với tuổi tác, càng không có quan hệ với thời gian, mà ở chỗ nội tâm tĩnh lặng và bình hòa. Trưởng thành giống như trăng sáng sau áng mây, như rồng bay trong mưa gió, là làm bạn cùng với đất đỏ bùn đen, cà giống loài cá côn bằng thuận gió bay thẳng lên trời cao. Thời Bắc Tống có một đại thi hào Lỗ Lạc, tên là Tô Thức. Ông dù phải trải qua vô vàn sóng gió của cuộc đời, nhưng vẫn giữ được phong thái bình thản, thông tự tại, lấy khổ làm vui. Tô Thức vốn là người cương trực, tính tình thẳng thắn, vì viết một bài thơ chỉ trích chính sách thuế muối của Dương An Thạch mà ông bị cách chức, phải chuyển tới Hoàng Châu. Ở Hoàng Châu, Tô Thức sống trong một căn phòng nhỏ đơn sơ bên bờ sông. Không có tiền cũng chẳng có cơm ăn, Tô Thức đành phải tự mình cày ruộng. Thế nhưng đối mặt với sự cung uẩn của cuộc sống, Tô Thức vẫn không hề để mất đi khí chất của mình. Ông chưa từng để đồng tiền làm mình nguy khốn, Tô Thức vẫn sống rất vui vẻ trong căn nhà nhỏ bên bờ sông. Ở Hoàng Châu, Tô Thức sống đời rất thanh đạm, đọc sách, ngâm thơ, vẽ tranh, viết thư pháp. Ông cất nhà, trồng rau, đào giếng, cày ruộng, vui cảnh điền viên. Dù ngày càng trở nên bất đắc chí với chuyến lưu đầy dài đằng đẵng, ông lại nảy sinh tình yêu với miền đất hẻo lánh này và dùng gần trọn thời gian để sáng tác thi ca, thơ họa. Khí chất đó của ông khiến người đời sau không khỏi ngã mũ thán phục. Hay là trưởng thành không ở tuổi tác mà là cảnh giới. Nếu như nói quá trình lớn lên giống như cây cối nở hoa, thì sự trưởng thành giống như quá trình kết quả. Từ khi là những mầm non tới lúc nụ hoa hé nở, mỗi cây đều trải qua một quá trình sinh trưởng và phát triển. Nhưng không phải mỗi một đóa hoa đều có thể kết quả, cũng như không phải cứ lớn lên là đã thành thục, chín chắn. Trưởng thành là một loại cảnh giới, giống như khi bầu trời tối tăm, bản thân vẫn có thể trở thành dòng ánh sáng soi đường cho chính mình. Bị sương mù bao phủ không thấy lối đi, người trưởng thành sẽ hiểu được cần phải đi chậm lại, tĩnh tâm, rè giũa trong ma nạn, giữa sóng biển cuộn trào tĩnh lặng đợi thời cơ. Người trưởng thành hiểu rằng, ông trời sinh ra ai thì người đó tất sẽ có hữu dụng. Họ luôn hiểu được rằng mỗi một người đều không hề đơn giản như những gì thể hiện ra ở bề mặt. Hơn nữa ai cũng có ưu khuyết điểm riêng. Một người khi càng thành thục, quý mệnh chủ sẽ càng hiểu hơn rằng sống trên đời cần khoan dung bản thân, khoan dung người khác, thậm chí khoan dung với cả kẻ thù của mình. Biển có thể thu nạp trong sông, dung chứa được nên mới thành ra to lớn. Khoan dung với lỗi lầm của người khác, thực ra cũng là giải thoát cho chính mình. Đời người như cơn gió thoảng, tóc xanh thoáng chốc thành tóc trắng. Tâm trưởng thành thì không so đo với những được mất nhất thời. Gió càng lớn, tâm càng tĩnh, mưa càng lớn, ý chí càng vững vàng. 3. Là trưởng thành không phải ở tuổi tác, mà ở nội tâm. Tuổi tác dựa vào bề ngoài, còn trưởng thành là ở chỗ nội tâm. Người trưởng thành đều có một tâm hồn vô cùng bình thản. Trưởng thành tựa như sông lớn dâng nước vào ban đêm, bên ngoài không nổi phong ba, nhưng bên trong tích góp lực lượng lớn vô cùng, có khả năng gột rửa hết thảy mọi thứ. Nếu nói mỗi người đều có một phần hào quang, thì người trưởng thành nhất định là màu trắng, sáng ngời mà không chói mắt, rực rỡ mà không khoa trương. Tích cực lại không sốc nổi, tâm thành thục tựa như nước, ôn nhu mà lại cứng cỏi, hết thảy buồn vui được mất cũng không thể lưu lại dấu vết. Thành thục không ở chỗ tuổi tác, mà là chỗ nội tâm an hòa và tĩnh tại. Mặc cho thấy sự lưu chuyển, mặc cho mưa rơi gió thổi, bản thân vẫn vững vàng như núi. Trưởng thành chính chắn là một loại yêu cầu và hoàn thiện đối với tự bản thân mỗi người. Nó cũng là một loại thể nghiệm và suy ngẫm lại đối với bản thân mỗi người. Đồng thời nó cũng là một loại trạng thái của sinh mệnh. Trong quá trình đi đến trưởng thành, mỗi người đều sẽ phải trải qua rất nhiều điều, nhưng cũng sẽ học được rất nhiều điều. Cho dù con đường ấy xa bao nhiêu, nhiều chông gai thế nào, chỉ cần mỗi bước đi chúng ta đều trưởng thành hơn thì đã là thành công rồi. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những luận giải dựa theo tử vi khoa học dành cho 12 con giáp. Nếu như cô bác anh chị có băn khoăn thắc mắc về vận số của mình, hãy để lại câu hỏi và ngày tháng năm sinh âm lịch. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết và gửi đến quý cô bác anh chị trong thời gian sớm nhất.
Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.